Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày 30 tây tháng 8 năm 2021. Ở Việt Nam đã là ngày 31 tây tháng 8 rồi. Hôm nay là đầu tuần tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 8 giờ 20 phút tối giờ Cali Thì tối nay đó thì thường làm video cũng khá là trễ Tại vì hôm nay công ty cũng khá bận Và thường cũng bận một số những cái công việc như là Thùng đã cho người để mà làm lại cái sân vườn sau nhà Và trong thời gian tới đây đó có thể thường sẽ dành thời gian để làm một số cái video ngoại cảnh Để các bạn có thêm một số những cái sự thay đổi trên kênh này cho nó hào hứng hơn một chút Thì chúng ta bây giờ hãy chia sẻ những cái thông tin ngày hôm nay đi Thì trước hết các bạn thì chúng ta bây giờ đó đã, đã kết thúc tháng 8 rồi Thì tháng 9 là như thế nào? Trước hết chúng ta hãy nhìn một số những tài liệu đi Trước hết là các bạn thấy được là trên căn bản đó giá của Bitcoin có thể nói được là từ ngày 20 tây tháng 8 cho tới bây giờ đó khi chúng ta nhìn vào biểu đồ của nến ngày đó thì rất rõ ràng là các bạn thấy chúng ta hầu như đã đi hàng ngang từ ngày 20 tháng 8 cho tới bây giờ nghĩa là từ 10 ngày qua bắt đầu cái cảm giác nó đã trở lại giống như là cái cảm giác mà các bạn đã nhớ chúng ta đi trong cái phạm vi từ 30.000 tới 40.000 thời gian là hơn 2 tháng cái cảm giác này bắt đầu đã trở lại tại vì chúng ta đã đi trong phạm vi nhỏ hơn nữa là khoảng chừng là 40 3 44.000 cho đến cái mức là khoảng chừng là 50.000 và thật ra đó trong cái thời gian mấy ngày qua chúng ta thật sự chỉ đi từ cái mức là khoảng 46.000 cho đến khoảng chừng 49.000 mà thôi thu hẹp trong cái phạm vi này. Bây giờ đó là 47.154, hầu như mỗi lần mà chúng ta tới cái mức khoảng chừng là 49.500 đó thì các bạn thấy được lại bị đẩy cho xuống rồi sau đó đẩy cho lên rồi sau đó đẩy cho xuống rồi sau đó đẩy cho lên. Chúng ta tiếp tục trong cái phạm vi từ 46.500 cho đến khoảng chừng là 49.500 hôm nay đã tuy là chúng ta thấy được là giá bitcoin có một cái sự đi xuống so với ngày hôm qua xuống 2,2% ở mức là 47.171 và chúng ta nhìn chung những cái đồng lớn thì ngoại trừ đồng bitcoin ra chúng ta có đồng bnb cũng xuống tương tự xuống 3,4% chúng ta có dogecoin xuống 3% nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào ở những đồng khác đó, những đồng lớn thì các bạn thấy được là chúng ta có ethereum thì vẫn là màu xanh ngày hôm nay tăng trưởng không nhiều, tăng trưởng 1,3% Nhưng mà khi các bạn nhìn vào XRP đó thì không có sự thay đổi nhiều à, Nhưng mà khi mà nhìn vào Solana đó thì đã có sự tăng trưởng là 13,9% tiếp tục đạt đỉnh mới Bây giờ đã lên tới 113 đô rồi Các bạn thấy được Polkadot tăng 4,8% và Uniswap tăng 1,6% Thì nói chung hôm nay cũng không phải là một ngày mà quá xấu đối với lại thị crypto Chúng ta có một số đồng đi xuống nhẹ nhưng mà cũng có một số đồng đang pump mạnh ở thời điểm hiện tại như là Solana Thì Chúng ta nhìn chung đó các bạn thấy được là nói tới hash trading nghĩa là tốc độ đào thì nói tới tốc độ đào đó các bạn sẽ thấy được là tốc độ đào đó sau khi mà chúng ta thấy cái sự đi xuống mạnh lúc mà cái thời điểm chúng ta nhận được nhiều cái thông tin xấu liên quan tới đào bịch thôi đến từ Trung Quốc đó thì sau đó các bạn thấy được là tốc độ đào đã đi xuống tại vì nhiều cái xưởng đào phải tắt máy và chúng ta cũng đã biết là cần một thời gian khoảng chừng là hai tháng để họ có thể là di chuyển qua một quốc gia khác để họ có thể tiếp tục công việc đào của họ thì các bạn thấy được là từ cái thời điểm là ngày 26 tháng 6 đó tốc độ đào đã dần dần hồi phục trở lại và các bạn thì cứ tiếp tục tăng và tiếp tục tăng cho đến bây giờ bây giờ đã hồi phục rất là nhiều rồi các bạn được chúng ta đã thấy cái sự hồi phục của tốc độ đào trong cái thời gian từ tháng 6 tới bây giờ và đương nhiên khi mà tốc độ đào hồi phục đó các bạn thấy được là chúng ta sẽ thấy một điều khác nữa đó chính là độ khó đào cũng sẽ tăng lên tại vì đương nhiên tốc độ đầu tăng lên thì độ khó đầu sẽ tăng lên đây là cái cách mà hoạt động của mạng lưới bitcoin để mà giữ cái trung bình là một lóc khoảng chừng là 10 phút thì cái sự khác biệt đó là khoảng chừng 2 tuần khi mà tốc độ đầu tăng rồi sau đó chúng ta thấy độ khó đào tăng nhưng mà mặc dù tốc độ đầu tăng lên độ khó đầu tăng lên như là càng ngày đã đào bitcoin càng khó hơn như là càng tốn nhiều năng lượng hơn càng tốn kém hơn nhưng mà một điều các bạn thấy được là chúng ta thấy rất là rõ ràng đó là từ cái thời điểm là các bạn thấy là có một số những cái thời điểm hồi tháng 5 đó là có cái số lượng là thợ đào bán Bitcoin có thể là họ cần chi phí để mà di chuyển ra khỏi Trung Quốc chúng ta cũng đã nói rồi nhưng mà ngay sau đó thì các bạn được là từ thời điểm tháng 6 cho tới bây giờ thì chúng ta không thấy dấu hiệu là những cái công ty đào họ bán Bitcoin của họ nghĩa là họ đào xong họ vẫn tiếp tục lưu trữ cho đến cái thời điểm hiện tại thì đương nhiên đây là một dấu hiệu mà nhiều người cho là tại vì những thời đào nghĩ là giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trưởng cho nên họ tiếp tục lưu trữ cho đến thời điểm bây giờ. Và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, cho bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay đó có một nhà tài trợ một sàn mà mình nghĩ là nhiều bạn việt nam đã quen thuộc rồi đó chính là sàn rượu và muốn dành một ít thời gian trong cái video này để mà nói về đồng reinet tại vì một câu hỏi được nhận được rất là nhiều đó chính là cái cơ chế hoạt động của đồng nó có nhiều điểm tương tự như là pan network thì thuận nghĩ như thế nào thì tôi nghĩ là tốt hơn là thuận để cái link liên quan tới cái white paper của đồng Raynex này để các bạn tự tìm hiểu và tự đưa, đưa ra quyết định cho bản thân của mình sẽ hay hơn những điều mà các bạn cần phải lưu ý đó đó chính là khi các bạn tìm hiểu bất cứ một đồng nào chứ không phải chỉ riêng là Raynex thì đầu tiên các bạn cần phải suy nghĩ đến là đồng này đó tạo ra để làm gì giá trị nằm ở đâu và đồng Raynex này đó làm gì trên mạng lưới và sau này sẽ được kích hoạt trong cái hệ sinh thái của Remitano như thế nào. Thứ nhì nữa các bạn cũng cần phải suy nghĩ đến là đơn vị đứng sau lưng đó trong trường hợp này chính là sàn Remitano thì sàn này là một sàn đã hoạt động từ năm 2015 ở Việt Nam cho tới bây giờ nghĩa là đã 6 năm rồi thì đối với bản thân các bạn đó các bạn đã từng sử dụng sàn Remitano hay là chưa và nếu như các bạn đã từng sử dụng thì các bạn có cảm nghĩ như thế nào? Thì đây là cảm nghĩ của mọi người mà thôi và thứ ba đó chính là cái đội phát triển đứng sau lưng đầm này đó có cái lợi thế như thế nào và cũng như là có cái tiềm năng như thế nào. Đây là những cái yếu tố mà các bạn có thể tìm hiểu khi mà đọc cái white paper. Và tôi nghĩ là các bạn đọc thì có thể là tự đưa ra quy định cho bản thân của mình về đồng ra này là như thế nào. Mỗi người sẽ có mọi suy nghĩ khác nhau. Những thông tin sẽ nằm bên dưới cái video này. Thì chúng ta trước khi mà nói về những cái thông tin liên quan đến là tin tức ngày hôm nay đó thì thường muốn chia sẻ một cái tài liệu với các bạn. Tài liệu này thường đã chia sẻ ở trên những cái mạng xã hội được thường lên trên Twitter để mà chia sẻ thông tin này với các bạn đây là cái thống kê cái phần trăm trung bình của những cái tháng trong năm chúng ta so sánh năm 2021 này với lịch sử đó thì bên trên này là tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 cho đến tháng 9 còn các bạn được là cái hàng này đó là trung bình trong những năm trước đây đó thì những tháng này là Bitcoin thường lên hay là xuống và phần trăm là bao nhiêu thì các bạn thấy được bên dưới này đó cái hàng này đó chính là năm 2021 này đó thì cái phần trăm lên xuống của bitcoin trong những tháng này là bao nhiêu thì có một điều mà Bitcoin Archive đã chỉ ra được là chúng ta thấy là năm nay đó, năm 2021 không như định bị đảo ngược trở lại. Có nghĩa là những cái tháng đó mà trung bình những năm trước đó cho thấy được là màu đỏ, chúng ta lại có rất nhiều màu xanh. Và mà ngược lại những tháng mà có màu xanh, chúng ta lại có màu đỏ trong năm nay. Giống như lịch các bạn thấy được là tháng 1, tháng 2, tháng 3 là những cái tháng mà Bitcoin hàng ngang hay là thậm chí Bitcoin có cái xu hướng này đi xuống nhưng mà trong năm 2021 này các bạn thấy được là 3 tháng liên tục, tháng 1, tháng 2, tháng 3 đều là rất là xanh. Sau đó chúng ta thấy được là tháng 4, tháng 5, tháng 6 là những cái tháng mà đi hàng ngang hoặc là có sự tăng trưởng mạnh của những cái năm trước đó. Nhưng mà năm nay đó các bạn thấy được tháng 4, tháng 5, tháng 6 là những tháng rất là đỏ. Thậm chí chúng ta thấy được là tháng 5 đó đỏ tới 35,5% lần. Lúc đó là cái lúc mà giá Bitcoin lên tới cái mức là 65.000 rớt xuống. Chỉ còn có khoảng chừng 30.000 mà thôi. Cái đó các bạn thấy được là tháng 7, tháng 8, tháng 9 đó, cái quý 3 này thì tháng 7, tháng 8 là những cái tháng mà bịt hầu như là đi hàng ngang, các bạn được rồi trung bình. Trước đây đó tháng 7 chỉ tăng có 5,8% và tháng 8 đó, tháng này chúng ta sắp tới kết thúc đó là xuống 1,8% nhưng mà năm nay tháng 7 chúng ta lại tăng 18,4% và tháng 8 chúng ta lại tăng là 15,2%. Tháng 9 này thì tháng 9 này đó, trung bình trước đây là một cái tháng có chỉ số âm nhưng mà cứ tiếp tục như vậy đó thì có khả năng là tháng chín này chúng ta sẽ không thấy là một màu đỏ mà có thể là một màu xanh tại vì tình hình giống như là bị đảo ngược lại đó chúng ta hãy tiếp tục để mà xem xét tình hình xem coi là như thế nào bây giờ chúng ta à, hãy chuyển qua để mà nói về những thông tin mà chúng ta hay xem thường ngày trước hết á, thì các bạn sẽ được là có thể là chúng ta theo sát thị trường chúng ta xem thông tin nhưng mà về cái phương diện on chain đó, thì có thể là thường cho các bạn thấy được là trong vòng 4 ngày qua rất là im lặng Đó là sự thật liên quan tới cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua cái biểu đồ Đó chính là biểu đồ của nến giờ đi Thì các bạn được là mỗi một thanh này là một giờ Thì các bạn thấy được là không chỉ riêng là cuối tuần qua cho đến ngày hôm nay Mà chúng ta được là từ cái thời điểm ngày 26 tây tháng 8 cho tới bây giờ Thì trong vòng mấy ngày qua các bạn thấy được là tình hình là những cái thanh này đó nó rất là ngắn có nghĩa là chúng ta thấy là cái số lượng bitcoin nạp vào mà rút ra không có là bao nhiêu hết á. tình hình nạp vào và rút ra trên những cây sàn giao dịch á, thì khá là im lặng và chúng ta nhìn vào một tài liệu đây là tài liệu liên quan tới Coinbase Premium Gap thì thường thấy được một điều thường có thể chia sẻ với các bạn nhưng mà điều này nó cũng chưa có cái gì gọi là quá quan trọng hết tại vì chúng ta thấy được là cái chỉ số Coinbase Premium Gap này đó là cái chỉ số khác biệt giá bitcoin giữa sàn Coinbase Pro và sàn Binance tại sao chúng ta lại so sánh như vậy tại vì các bạn nên hiểu đó là Coinbase Pro là một sàn mà thường xuất hiện những cá voi ở Hoa Kỳ, ở Châu Âu và đây là sàn mà giúp đỡ nhiều công ty lớn thu Bitcoin. Chúng ta cũng đã nói tới Michael Strategy, chúng ta cũng nói tới công ty Tesla là thông qua Coinbase Pro để mà mua Bitcoin. thì khi mà chúng ta thấy được là cái giá trên lệch là sàn Coinbase Pro mắc hơn là Binance, thì đây cũng là một cái dấu hiệu có thể cho thấy được là chúng ta thấy là cái sức mua đến từ những tổ chức đầu tư ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là những lúc mà chúng ta thấy là cái giá khác biệt đó là khoảng chừng 50 đô hay là 40 đô trong thời gian tháng 8 này là khi nào là những lúc mà chúng ta thấy được là gần đây đi chúng ta thấy là mỗi lần mà giá Bitcoin đó có cái sự đi xuống giống như là xuống khoảng chừng là 44.200 ngày 19 tháng 8 đó thì trên con đường tăng trưởng trở lại đó ở mức là khoảng chừng là 49.000 48.000 đây chúng ta đã thấy cái đường màu xanh này là tăng lên. Có nghĩa là một điều thú vị ở đây đó là mỗi lần Bitcoin nguội xuống nghĩa là các bạn thấy Bitcoin có thể đi từ là 49.000 xuống 48.000, xuống 47.000, xuống 46.000 thì chúng ta lại không thấy cái lực mua đến từ những cái người mà sử dụng Coinbase Pro Chỉ khi nào mà giá Bitcoin ngược trở lại Như là đi từ cái mức là 46.000 trở lên 48.000 thì các bạn mới thấy được là cái đường màu xanh này tăng trưởng chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi mới thôi chúng ta bây giờ cũng chưa có thể ra kết luận gì đây là một điều thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn những lúc mà giá bitcoin đi xuống uh, 47 46 đó lại không thấy lực mua trên Coinbase nhưng mà ngược lại khi mà hồi phục trở lại 48 thì lại có lực mua đây cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy có thể là đẩy giá bitcoin từ 48 lên 49 mấy rồi lại rớt trở xuống Chúng ta hãy nhìn vào một tài liệu khác nữa. Đây chính là tài liệu liên quan đến Open Interest có nghĩa là những cái lệnh mà chúng ta thấy là lệnh future, lệnh option đó, thì như thế nào? Thì những cái hợp đồng các bạn thấy được liên quan tới Bitcoin đó thì từ cái thời điểm là ngày 19 tháng 5 đó đã càng ngày càng có nhiều hợp đồng hơn trên những cái sàn giao dịch. Có nghĩa là những cái trader họ đã có lòng tin hơn. Nhưng mà một điều các bạn nên hiểu đó tuy là open interest nghĩa là những cái lệnh tăng lên. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn vào funding rate có nghĩa là cái phí qua đêm đó thì cái phiếu đêm bây giờ đó chỉ là dương nhưng mà cái phần dương rất là thấp có nghĩa là hiện bây giờ đó phần lớn các trader có người nghĩ là xuống có người nghĩ là lên cho nên lệnh long lệnh short đã gần như là cân bằng với nhau ở thời điểm hiện tại tuy là bây giờ vẫn nghiêng về cái team long nhưng mà team short vẫn còn rất là nhiều người ở thời điểm bây giờ tình hình thì chúng ta sẽ được là cho đến bây giờ đã nhìn vào tài liệu ở trên classno thì cái số lượng phần trăm bitcoin có lời đó vẫn còn rất là nhiều chúng ta có thể uh, nhìn vào cái phần trăm này để dùng refresh cho này lại thì các bạn thấy được là cái phần trăm bây giờ là 83 phần trăm chúng ta cứ c quanh cái mức là khoảng 83 rồi lên 87 rồi lại có giá đi xuống đẩy xuống còn 83 và chúng ta thấy được là đây là đã là cái tình trạng đã xảy ra trong vòng mấy ngày rồi có thể nói được là cái thời điểm từ ngày 12 tháng 8 tới bây giờ chúng ta thấy được là mỗi lần mà cái số lượng phần trăm bịt không có lời tăng lên đó, khoảng chừng là 80 phần 87% đó, thì chúng ta lại thấy là giá cả đi xuống có nghĩa là cái dấu hiệu chốt lời chúng ta bây giờ mức là 83% chúng ta tiếp tục theo dõi thông tin này thường thường hay chia sẻ hàng ngày với các bạn chuyển qua Ether thì Ether lại có một cái tình trạng khác đó chính là Ethereum tiếp tục biến mất đi trên sàn các bạn thấy được chúng ta cho đến cái thời điểm là ngày hôm qua đó đã có 39,7 ngàn Ether rời khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào Chúng ta nhìn vào tài liệu tính theo giờ đi Thì trong vòng 24 giờ qua thì tình hình như thế nào Thì thằng zoom vào các bạn thấy rõ hơn Thì trong vòng 24 giờ qua chúng ta vẫn thấy là cũng tiếp tục im lặng Nhưng mà vẫn là tình trạng là có nhiều Ether rời khỏi sàn hơn là nạp vào Chúng ta được là tình hình Ethereum khác với Bitcoin đó chính là Ethereum đó thì tiếp tục và tiếp tục rời khỏi sàn Bây giờ ra thì nhìn vào tình hình đó thì giá Bitcoin xoay quanh 48.000 Nhưng mà Dylan Lee Claire ở trên Twitter đã chỉ ra một số điểm khác biệt giữa 48.000 bây giờ so với 48.000 hồi tháng 2. Thì hồi tháng 2 đó lúc mà giá Bitcoin xoay quanh 48.000 chúng ta thấy thứ nhất là GBTC Premium có nghĩa là chúng ta được là cái lực mua đến từ Rayscale. Rayscale bây giờ đã hầu như đã lâu rồi không có mua Bitcoin nữa, không thấy tiếp tục có nhiều Bitcoin đẩy vào Rayscale. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là tình hình bây giờ đây là GBTC là đang nằm ở cái mức là negative nghĩa là cái mức âm. Chúng ta cũng đã từng nói khá nhiều về cái chỉ số GBTC này bây giờ vẫn là trừ 13,94% cho đến khi nào chúng ta trở lại cái dùng dương thì lúc đó chúng ta mới có thể thấy cái lực tiếp tục đến từ Grayscale. Bây giờ thì không phải. Kế tiếp thì chúng ta thấy được là long term hodlers như là những người mà đầu tư lâu dài đó thì có dấu hiệu chốt lời hồi tháng 2 Tiếp tục nữa thì chúng ta thấy được là cái số lượng lớn lệnh như thị trường đó là lệnh đến từ những cái hợp đồng như là margin futures và rất nhiều lệnh dùng bịch làm thế chấp cho nên có thể dẫn đến là lệnh non bị thanh lý giá cả đi xuống thì đây là tình hình hồi tháng 2 lúc mà Bitcoin 48.000 bây giờ đó thì nhìn tình hình là ngược lại tháng 8 bây giờ Bitcoin là xây quanh 48.000 nhưng mà tình hình là GBTC là discount có nghĩa là chúng ta mới vừa nói tới cái phần trăm khác biệt dư giá Bitcoin và GBTC là cái phần trăm âm và có nghĩa là chúng ta không thấy lực mua đến từ Grayscale hiện tại chúng ta cũng đang thấy được là những cái người đầu tư lâu dài đó không phải là đang bán mà là đang chốt lời ở thời điểm hiện tại chúng ta tiếp tục thấy đó là BTC đó hiện bây giờ đó cái số lượng Bitcoin dùng làm thế chấp để mà sử dụng những cái lệnh futures đã giảm xuống thì chúng ta nhìn chung đó ý của Dylan muốn nói đây là cái giá Bitcoin bây giờ là 48 giống như là hồi tháng 2 nhưng mà sự khác biệt là chúng ta ở mức 48 này mà không có lực mua đến từ scale chúng ta thấy là những người đầu tư lâu dài họ đang tích lũy chúng ta được là cái số lượng lệnh margin future không có nhiều và không thấy nhiều Bitcoin dùng làm thế chấp cho nên tình hình bây giờ đó 48 ngàn nhưng mà đã vững chắc hơn là tháng 2 không có những điều đó mà chúng ta vẫn có thể xoay quanh mức 48 ngàn nếu như mà scale tiếp tục thu mua trở lại hay là chúng ta thấy là tình hình là những cái người càng càng nhiều hơn là tích lũy chứ không phải bán thì chúng ta sẽ thấy là giá cả sẽ có phần rất tốt đó chính là điều mà Darlene muốn nói thì nói tới đây đó các bạn thấy được là một trong những điều các bạn cần nên hiểu là tình hình bây giờ thì đương nhiên là nhiều bạn thường hay muốn biết là tiếp tục giá sẽ tăng hay là sẽ giảm hay là nhiều bạn đưa những phán đoán là giá sẽ bắt đầu từ đây đi vào mùa đông hay là sẽ tăng tới cuối năm hay là sẽ kéo dài hơn qua năm sau v.v. thì một trong những điều các bạn cần nên hiểu đó là tình hình bây giờ đó có rất là nhiều mô hình mà đã nhiều năm chúng ta tin tưởng trong thị trường này giống như là chúng ta nói tới mô hình stock to flow mà rất nhiều người tin tưởng mà thường đã chia sẻ với các bạn từ năm 2019 và mô hình này đó đã chứng đoán là giá Bitcoin sẽ lên tới 55.000 đô và cuối cùng giá Bitcoin thực sự đã qua khỏi 55.000 đô và mô hình này bây giờ đã tiếp tục chứng đoán là giá Bitcoin sẽ chạm mức là 100.000 đô vào Noel của năm nay thì nếu như mà các bạn thấy được là chúng ta thấy giá cả mà không có tiếp tục tăng trưởng nhất là các bạn thấy được nếu chúng ta bây giờ mà đột ngột đi vào mùa đông á, thì chúng ta sẽ thấy là rất nhiều mô hình mà chúng ta tin tưởng từ nhiều năm qua đã không còn hiệu lực nữa đây là một điều rất là lớn đối với thị trường chứ không phải chỉ đơn giản là bây giờ giá không tăng nữa chúng ta đi vào mùa đông có nghĩa là chúng ta cần phải suy nghĩ lại là thị trường này đó bây giờ là đi theo mô hình nào bây giờ mọi người vẫn tiếp tục có lòng tin vào những cái mô hình mà đã hoạt động nhiều năm như là stock to flow và stock to flow vẫn tiếp tục hướng tới 100.000 đô là tháng 12 năm nay là nhân Noel nhưng mà đương nhiên chúng ta vẫn có những cái lý thuyết khác có nghĩa là lý thuyết liên quan tới chu kỳ dài hơn có thể kéo dài qua năm 2022 hay là siêu chu kỳ nhưng mà tất cả những mô hình đó đều cho thấy là giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trưởng chứ không phải là đi xuống thì nếu như mà không bây giờ mà thực sự đi vào mùa đông thì tất cả những mô hình đó đều không còn hiệu lực đây là một điều rất là lớn mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại về rất nhiều điều mà thường đã từng chia sẻ với các bạn kế tiếp thì để thường chia sẻ một số những thông tin thì Jack Dorsey các bạn có biết là Jack Dorsey là CEO của công ty Square và công ty Twitter thì Jack Dorsey đã nói là sẽ thành lập một cái sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Bitcoin sàn gọi là TBD thì tại sao Jack Dorsey lại muốn làm cái sàn phi tập trung này trên Bitcoin thì thứ nhất các bạn nên hiểu là Jack Dorsey là một trong những người à, có nghĩa là đi theo cái xu hướng chỉ Bitcoin thôi có nghĩa là Jack Dorsey chỉ tin trên thị trường này chỉ cần có Bitcoin mà không cần có bất cứ một đồng nào khác Thì Jack Dorsey đó là bây giờ muốn tạo ra một cái sàn tập trung Tại vì sao? Thì bây giờ đó không giống như là Ethereum, không như là nhiều đồng khác Các bạn có thể thu mua Ether thông qua những sàn phi tập trung Đối với Bitcoin đó thì phần lớn các bạn muốn mua Bitcoin bây giờ các bạn cũng phải đi qua một cái sàn tập trung Chứ không thể nào mà hoàn toàn tập trung được Thì Jack Dorsey muốn tạo một cái sàn giống như là Uniswap nhưng mà cho Bitcoin dựa trên nền tảng của Bitcoin để mà thu mua Bitcoin một cách phi tập trung. Đây là điều mà được chia sẻ rất là nhiều. Các bạn nghĩ sao về điều này các bạn hãy comment ở bên dưới. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi mới thôi. Chúng ta nên hiểu là Jack Dorsey thì đứng sau lưng đó chính là công ty Square và công ty Twitter thì đương nhiên đây là một người mà có thể là tạo ra được rất là nhiều những cái sản phẩm cũng như là có cái tài lực cũng như là có cái nhân sự cần thiết để mà làm những điều này. Kế tiếp nữa, chúng ta nói tới thông tin này là thông tin được chia sẻ bởi Frank Downing. Thì Frank nói đó, đây là cái tài liệu thống kê à, kết thúc cái quý 2 của năm 2021 này đó. Thì bên trên này các bạn thấy là có nhiều màu. Thì cái màu mà màu cam này đó chính là những cái tổ chức đầu tư lớn, cái mà màu vàng đó là tổ chức đầu tư còn cái màu hương này đó là những nhà đầu tư chuyên nghiệp màu xanh này đó là những nhà đầu tư riêng lẻ nhưng mà có tiền và cái màu xanh nhạt hơn là những nhà đầu tư riêng lẻ nhưng mà có tiền ít hơn thì đối với lại cái sự hứng thú liên quan đến là có bao nhiêu người giao dịch những cái ứng dụng DeFi đó thì các bạn sẽ được là rất rõ ràng là bắt đầu từ quý 1, quý 2 của năm nay đó thì cái số lượng người mà giao dịch trade DeFi nhiều nhất là ai? Đó chính là những công ty lớn, large institutional như là những tổ chức đầu tư lớn. Cái sự hứng thú của họ liên quan tới DeFi thì không có gì là nghi ngờ nữa. Chúng ta cũng đã thấy được là gần đây khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu của CoinShare đó chia sẻ hàng tuần, tôi cũng đang chờ coi tuần này khi nào CoinShare có thêm tài liệu mới. Thì tuần vừa rồi cho chúng ta được là một tuần trước đó nữa là rất nhiều tiền đổ vào Solana và đổ vào Cardano Đây là điều mà Thuân đã chia sẻ trước đây Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói về Cardano đi Thì Cardano chúng ta bây giờ chỉ còn hai ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu có cái testnet Harvard Alonzo Nếu như mà testnet đó không có vấn đề gì thì đúng ngày 12 tây tháng 9 chúng ta sẽ có smart contract trên mạng lưới chính thức của Cardano thì ngày 27 tây đó cái tây 3 ngày thì đã có một cuộc họp thì bây giờ tình hình như thế nào Cardano có đúng hẹn hay không thì câu trả lời là Cardano đã cho đèn xanh bật đèn xanh sẽ đúng hạn có nghĩa là hai ngày nữa sẽ có cái hard fork testnet của Cardano chúng ta sẽ thấy smart contract của Cardano vào ngày 12 tây tháng 9 này chuyển qua nói về Ripple đi tại vì một số bạn ở thùng mình cập nhật mới nhất liên quan tới Ripple thì nhiều bạn cũng đã biết là Ripple đang bị kiện bởi SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ kiện tại vì SEC nói XRP đó đồng xrp là chứng khoán và không được đăng ký cho nên bây giờ kiện công ty ripple và kiện hai người đứng đầu của công ty này dù kiện này đã xảy ra không chỉ một năm rồi thì thông tin mới nhất đó là bây giờ là công ty ripple đang đòi hỏi là sec phải giao hết tất cả chứng từ là hiện bây giờ đó những ai làm việc cho sec và họ đang lưu trữ những đồng crypto nào bitcoin xrp ethereum tại vì sao tại vì họ muốn biết là trong đó nó có vấn đề hay là không tại vì đó Ok Xu hướng của công ty Ripple đó Khác với lại nhiều người suy nghĩ Giống như là khi mà họ, họ bị cáo buộc là XRP chứng khoán đó Thì họ không có dùng thời gian để mà chứng minh XRP không phải là chứng khoán Mà họ lại có một cái chiến lược tấn công Có nghĩa là bây giờ đó họ nói là bây giờ SEC phải giao nạp ra giấy tờ Là tại sao SEC nghĩ là Bitcoin, Ethereum không phải là chứng khoán Hay là William Hinman Một trong những giám đốc trước đây của SEC đó Phải lên trên tòa để mà đưa lời khai tại sao mà ông ta lại phát biểu cách đây thường nhớ là 2 năm hay là 3 năm gì đó nói là Ether không phải là một chứng khoán thì tại sao nghĩ như vậy nếu như mà Bitcoin, Ethereum hoặc chứng khoán thì đương nhiên XRP họ sẽ dựa vào đó mà nói là không phải là chứng khoán thì họ đã từng đòi hỏi giấy tờ này của SEC đã 4 lần rồi dựa theo tài liệu này đó họ đã đòi hỏi ngày 8 tháng 7 15 tháng 7, 18 tháng 8 và 25 tháng 8 nhưng mà họ vẫn chưa có nhận được cái sự đồng ý là SEC sẽ giao nạp giấy tờ là những người làm việc cho SEC đó đang lưu trữ những crypto nào đương nhiên nếu như họ thấy cơ sở lẫn Bitcoin hay tờ họ sử dụng đó để mà tấn công SEC nói là có sự thiên vị ở đây thì thường không biết là suy nghĩ như thế nào về vấn đề này tại vì thường nghĩ là một người làm việc cho SEC thì họ có thể là có quyền tự do đầu tư vào bất cứ một cái nền tảng nào Điều đó cũng không nghĩa là họ thiên vị Nhưng mà đây là tài liệu mới nhất liên quan tới cái vụ kiện này thường muốn chia sẻ với các bạn Và kế tiếp thường muốn chia sẻ với các bạn đó, đó chính là một trong những tỷ phú quản lý đầu cơ John Paulson Thì người này nổi tiếng với cái việc là sốt thị trường nhà đất Hoa Kỳ trước đây nói là bong bóng đó Sau đó là sốt và đã thành công Thì người này bây giờ nói crypto là một bong bóng và vô giá trị Tuy nhiên ông nói là ông không có sốt Bitcoin vì sợ bị thanh lý lâu rồi chúng ta mới thấy cái đối thủ mới thì hãy cùng thuận welcome John và good luck cho cái người này thì trước đây đó khi mà mỗi lần thường nghe nói tới tỷ phú này hay là ceo này ceo kia đó nói xấu với bitcoin thì thường thường hay cảm thấy là cũng khá là bức xúc và thường thường làm những cái video chia sẻ với các bạn về cảm nghĩ của thôi nhưng mà càng ngày thường cảm thấy là cũng rất bình thường mà thôi không có thị trường nào mà không có kẻ uh, địch hết và thật ra mà nói đây là những cái sự mà thường cảm thấy là bây giờ thường để cảm thấy là những người mà chống nó thị trường này đó cũng là một động lực để chúng ta có thể tiếp tục để mà chứng minh là họ đã sai và họ sẽ tiếp tục sai và đương nhiên liên quan tới John Paulson thì các bạn thì được một trong những người mà đã lâu năm tấn công Bitcoin từ lúc mà Bitcoin một đô la đó chính là Peter Schiff thì trong vòng 10 năm qua Peter đã sai và đã sai nhưng mà cho tới bây giờ đó mỗi lần mà ai đứng ra để mà chỉ giúp Bitcoin thì Peter liền muốn kéo về team của ông ta để mà giúp ông ta tiếp tục để mà nói là Bitcoin xấu vàng mới là tốt Đương nhiên, Peter Shipp trong vòng 10 năm qua đã sai. Sai từ lúc Bitcoin 1 đô, 10 đô, 100 đô, 1000 đô, 10.000 đô và thậm chí sau này 100.000 và 1 triệu đô la. Peter Shipp cũng sẽ sai. Tại vì những gì ông ta hiểu về Bitcoin đó đều không đúng sự thật. Nhưng mà cái điều thú vị ở đây đó là Peter Shipp đó, thì con của ông ta thì bây giờ đã đang thu mua Bitcoin. Cho nên nhiều người nói là Peter Shipp chỉ là một những người mà diêm giá Bitcoin để mà thu mua mà thôi. Thì các bạn có nghĩ là John Paulson cũng là đang dìm giá Bitcoin để mà tự thu mua hay không? Các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này Và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital Trên những mạng sau thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Để tìm thấy những thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter hay là những bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thì cũng có thể bấm vào liên link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance để được giảm 20% phí giao dịch thông qua liên thuận capital hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Bybit các bạn có thể nhận được bonus và có thể bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để có thể là tìm hiểu rút tính hệ trai miễn phí cũng như và những người nào mà muốn uh, tìm hiểu những cái sàn như là Sanidex hay là Fiat Hub hay là sàn môn XBT, tất cả những thông tin đều sẽ nằm ở dưới cái video này để các bạn có thể tìm thấy những cái bonus cũng như những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ thì cũng có thể tìm hiểu những sàn như là Binance US hay là sàn Coinbase. Nếu các bạn còn muốn giao dịch Altcoin và những dịch vụ như là BlockFi lending có lãi cũng như crypto khoan tất cả sẽ nằm ở dưới cái video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tại bị các bạn